Sáng nay, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn. Để ghi nhận tôn vinh thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức cá nhân trong năm 2022, Cục Thuế tỉnh trao bằng khen giấy khen cho 84 tổ chức người nộp thuế điển hình tiêu biểu. Trong đó có một doanh nghiệp duy nhất được Bộ Tài chính tặng bằng khen, 20 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh ngoài ra cục thuế còn tặng giấy khen cho 56 doanh nghiệp và 7 hộ kinh doanh thành tích xuất sắc trong việc chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022 đây là các doanh nghiệp người nộp thuế vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh đóng góp vào ngân sách nhà nước trong năm 2022 tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 21.800 tỷ đồng đạt trên 128% dự toán trung ương giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế tiêu biểu nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung đã đóng góp và thực hiện tốt pháp luật thuế, đồng thời động viên các doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, giúp cho doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế.